Xin chào vị trả lời với chương trình trực diện TV. Thì cái hệ thống chính trị của Hoa Kỳ, hay nói đúng hơn là cái nền dân chủ của Hoa Kỳ mà hồi trước tới giờ người ta muốn rao giảng hay là muốn đi truyền bá đó, những cái điểm mới của nó đó đi ra toàn thế giới, và rất là nhiều nước đã coi cái mô hình gọi là cái hệ thống chính trị của Hoa Kỳ, và kể cả cái hệ thống luật pháp của Hoa Kỳ nữa, và cái nền dân chủ tự do của Hoa Kỳ như là một cái hình mẫu để mà san sẻ và áp dụng ở những nơi này nơi khác. Tuy nhiên thì ngay trong cái thời điểm hiện nay, tức nghĩa là sau cái cơn đại dịch COVID-19 và trước cái tình hình mà gọi là chuẩn bị cho cái cuộc bầu cử nhiệm kỳ của tổng thống, tức là vào cuối năm nay, thì cái hệ thống chính trị của Hoa Kỳ, hay nói đúng hơn là cái nền dân chủ này, nó đã bộc lộ ra rất là nhiều các cái gọi là các cái điểm yếu, hay là những cái điểm mà người ta nói là nó còn có những cái hạn chế. Và nhìn vào đó đó, nó có phải là cái đặc trưng của cái nền chính trị của Hoa Kỳ không? Thì khi mà đến Mỹ, hoặc là khi mà nhìn vào một cái đất nước mà nó có một cái sự phát triển rất là mạnh về cái nền kinh tế, thì ai cũng phải công nhận rằng ở xứ này là nó rất là thành công về cái việc mà làm ăn, và cái sự tự do kinh tế nó cũng rất là cao, và cái quyền lợi của cái công dân á, được bảo vệ cũng rất là, coi như là nó rất là cao nữa. Cái sự dân chủ nhân quyền đó đó thì rất là nhiều nước họ họ thích, và cái sự mà lo lắng về cái an sinh xã hội của Hoa Kỳ á, có thể nói là không phải là tốt nhất toàn thế giới. Tuy nhiên đó là một cái điều mà nhiều nước phải công nhận rằng á, là nó hợp lý. Nó hợp lý ở chỗ là nó vừa bảo vệ, nó vừa chăm lo cho các con người, nhưng mà nó vẫn vừa khuyến khích phát triển cái sản xuất trong xã hội nữa. Nghĩa là khi mà nhìn sang một cái đất nước kế bên, ví dụ như Canada đi, thì chúng ta thấy là cái an sinh xã hội của Canada rất là tốt. Có thể là họ bao bọc luôn về vấn đề bao cấp, vấn đề mà y tế hay là giáo dục hay thế này kia. Tuy nhiên ở Hoa Kỳ thì người ta có cái sự bảo coi như là bảo bọc, tuy nhiên nó ở cái mức gọi là có điều kiện hơn, có giới hạn hơn, và chủ yếu là tập trung lo cho những cái thành phần gọi là yếu thế hay là những cái người nghèo thì nhiều hơn. Và cái việc mà bảo bọc ở mức độ á, nó khuyến khích người dân Hoa Kỳ phải lao vào các cái hãng xưởng hay là lao vào các cái công ăn việc làm. Và chính vì cái hệ thống pháp luật được cho là cái hợp pháp hợp lý đó, theo cái kiểu là làm cho người ta phải nặng ốc ra, hoặc là bỏ các cái công sức ra và phải làm việc, cho nên nó tạo ra một cái sức sản xuất rất là lớn ở trên đất nước Hoa Kỳ. Và chính vì cái điều này đó, Hoa Kỳ đã giữ vững cái vị thế gọi là hạng nhất thế giới trong rất là nhiều năm, có thể đến bây giờ đi nữa, mặc dù là Trung Quốc bị đánh giá là đe dọa cái sự phát triển của Hoa Kỳ, hoặc là chiếm lấy cái vị trí hạng nhất, nhưng mà cái khoảng cách còn rất là xa, tức là so với một cái đất nước có một cái thu nhập lên tới 23.000 tỷ, với một cái đất nước Trung Quốc chỉ có 13.000 tỷ thôi, cái khoảng cách 10.000 tỷ đó cũng rất là khó để mà rút ngắn được, trong khi cái sức sản xuất của Hoa Kỳ nó rất là cao. Thì nói một chút cho thấy rằng cái sự phát triển của Hoa Kỳ đó, thì cái dân chủ và cái nhân quyền cũng là cái điều mà nhiều nước họ hướng tới, nhưng mà trong cái lúc này, cái lúc mà họ đấu đá với nhau về hai cái đảng họ giành quyền đó, trong cái kỳ bầu cử lần này, thì mới cho thấy được rằng cái xứ mà gọi là sử dụng cái hệ thống dân chủ, họ cũng có thể sử dụng rất là nhiều các cái biện pháp mà người ta cho rằng nó hạ cấp, nó rất là hạ cấp luôn, thậm chí là nó dơ dháy nữa. Người ta có thể là để nhằm hạ gục các cái đối phương á, người ta có thể là sử dụng các cái biện pháp chính trị như là trơ tráo, rồi và sử dụng các cái chuyện vu khống bịa đặt, và thậm chí là thóa mạ chửi bới lẫn nhau, và họ còn có thể dựng kịch để mà biểu diễn theo cái kiểu này kiểu kia, để mà lòe thiên hạ theo cái kiểu để mà mị dân, và có thể để mà tranh thủ bất cứ cái lá phiếu nào thì người ta cũng có thể làm, là sử dụng tất cả các biện pháp, và sử dụng luôn về truyền thông, về các cái nhân sĩ, hoặc là những cái nghệ sĩ, hay là bắt tất cả các cái thành phần nào trong xã hội mà người ta có thể là mua chuộc hoặc là vận dụng được thì người ta vẫn làm. Và vì cái mục đích mà giành lấy cái quyền ở trong cái hệ thống chính trị đó, để mà coi như là khuynh đảo cái luật lệ chẳng hạn, hoặc là đường hướng của cái quốc gia Hoa Kỳ, thì những cái đảng phái họ sẵn sàng họ họ ra chiêu rất là nặng nề. Và trong mấy ngày vừa qua thì chúng ta thấy rõ là ở phía đảng Dân Chủ đã bị tố cáo rất là nặng, trong cái kiểu là vịn vào cái cớ của cái COVID-19, và sau cái COVID-19 thì xảy ra cái trường hợp của một cái anh cảnh sát
da đen là anh George Floyd chết á, thì người ta lại làm hàng loạt những cái vấn đề chúng ta thấy rất là hết sức là hài hước rồi. Thứ nhất là quy chụp cho cái chính quyền tổng thống Donald Trump, mặc dù là chính quyền của tổng thống Donald Trump không ảnh hưởng gì cái hành vi của một cái viên cảnh sát cả. Hành vi của viên cảnh sát đó có sai là đã bị bắt, và ba người đang bị khởi tố và thậm chí là bị truy tố về cái tội giết người nữa. Như vậy là nó quá nặng rồi chứ đâu phải là nó nhẹ đâu. Và luật pháp Hoa Kỳ nó đã có mấy trăm năm nay và người ta vẫn xử bao nhiêu người phạm tội giết người phải lãnh án, thậm chí là phải bị tử hình nữa. Thì cái việc này có cái vấn đề gì mà họ khui lên họ làm giống như là cái việc kỳ thị, để rồi cuối cùng nó dẫn đến là cái việc mà quyên tiền rồi làm những cái đám tang hết sức là lớn lao và vận chuyển từ nơi này nơi khác. Và chúng ta thấy có đến cả ngàn người để mà tham dự những cái đám tang, và các cái quan chức là chủ yếu là các quan chức chính trị đó mà của đảng Dân Chủ là chủ yếu tập trung đến để mà đi cái lễ tang này. Họ sẵn sàng quỳ thôi, một cái bà Nancy Pelosi là phải quỳ gối trong khi 80 mấy tuổi rồi, quỳ đến nỗi mà đứng không nổi luôn, nhưng mà cũng phải cố gắng diễn cho người ta xem. Và tại sao những cái đám tang của những cái người dân bình thường trong cái thời điểm gọi là dịch Covid-19 này, thì khuyến cáo người dân là chỉ có nên đến viếng thăm khoảng chừng 15 người trở lại thôi, và không có cho tập trung đông người để mà đưa tang các thứ này kia cái nọ. Nhưng mà trong cái trường hợp anh da đen này thì người ta sẵn sàng để mà thổi phồng lên và cho lực lượng báo chí gọi là cánh tả đó đi theo rất là nhiều để mà làm lên một cái sự kiện. Và cái tên tuổi anh George Floyd này, một cái người mà coi như cái thu nhập không có cái đủ sống và đã từng có tiền án tiền sự, từng nghiện ngập ma túy rất là nhiều, buôn bán ma túy rồi kể cả các cái tiền án đã từng ở tù nữa, và cái thân nhân thì không, cái gọi là cái bản thân không có tốt gì hết, cái nhân thân không có tốt. Nhưng mà khi mà xảy ra các cái sự việc bị chết rồi thì được dựng lên giống như một hình tượng để mà đấu tranh cho công lý, một cái biểu tượng mà coi như là thậm chí là đặt lên đường nữa chứ, thậm chí là muốn gọi người đó giống như bà ngài luôn, theo kiểu là được nâng lên cái tầm mà có công với quốc gia này. Thì cái này là cái đạo lý nằm ở chỗ nào nữa? Và người ta muốn hướng tới một cái mục tiêu nó lành mạnh là ở điểm nào, dạy cho các cái thế hệ sau, các cái con cái của chúng ta là như thế nào. Không thể so sánh một cái hình tượng một cái người này với những cái người mà đấu tranh dân chủ nhân quyền cho cái nước Mỹ giống như mục sư Martin Luther King. Ông ta là một cái người nó khác, nó hoàn toàn là khác, và cách hành xử nó không khác nữa. Một người không có tới 20 Mỹ Kim để mà tiêu xài, đến đổi phải sử dụng cái tiền giả đến là một cái tiệm bán thức ăn, mà bây giờ đó thì với cái sự phù phép của cái lực lượng cánh tả của cái đảng Dân Chủ, người ta đã quyên cái số tiền lên tới hơn 12 triệu Mỹ Kim. Thì chúng ta thấy là ở xứ Hoa Kỳ nó có nhiều đái mà nhiều khi mình không thể nghĩ được, mình không có thể nào mà tưởng tượng được. Rất có thể là nó chỉ nhằm vào cái mục tiêu chính trị thôi, nhưng mà nó có thể chuyển hướng theo cái kiểu hết sức là quái đản. Và những cái quái đản này đó có nên là mình coi để mình hiểu, mình biết cho vui thôi, chứ không thể nào áp dụng ở một cái xứ khác được. Và cái đó là một cái điều mà nhiều người họ đánh giá rằng là cái hệ thống, cái hạn chế của cái, hay đúng hơn là một cái khuyết tật của cái hệ thống chính trị gọi là dân chủ đa nguyên. Thì ở xứ sở Hoa Kỳ thì cũng như chúng ta thấy là có sự đa đảng hay là báo chí tự do, và cái con người được tự do phát biểu, được tự do rất là nhiều thứ. Và đây là một cái điều tốt, một cái điều có thể làm cho các cái đảng phái hay các cái giới chính trị gia sôi thịt các thứ này kia nọ, nó không thể nào nó mị dân theo cái kiểu là bưng bít thông tin được. Những cái điều đó đều bị phanh phui, và trong cái thời gian vừa qua chính vì cái sự phanh phui rất là nhiều cho nên chúng ta đã thấy được rằng ở mỗi cái hành vi gì, mỗi cái hoạt động nào đều có cái ý nghĩa của nó và đều có những lý lẽ ngược lại để mà ta phản bác. Thì nói về cái hệ thống dân chủ ở Hoa Kỳ thì nó có hay không cái việc mà họ có cái đặc quyền đặc lợi hay là phe nhóm nhóm lợi ích gì trong đó hay không? Nếu như không có thì tại sao mà người ta sẵn sàng bỏ rất nhiều các cái công sức để mà đấu đá với nhau, tranh giành từng cái lá phiếu để mà chui vào các cái hàng ngũ chính trị? Và những cái chính trị gia của Hoa Kỳ nằm ở các cái giới chóp bu thì bản thân của họ khi mà đi vào những cái vị thế lớn đó thì nhiều khi cũng chưa có cái tài sản gì. Nhưng mà làm trong một thời gian dài sau đó thì chúng ta thấy là bản thân họ hoặc ít nhất là con em, con cháu, gia đình, dòng họ gì đó thì cũng có những cái tài sản này, tài sản khác, hoặc là có cái phần hùng trong cái cơ quan này, cơ quan kia.
Thì những cái người mà như cái đảng Dân Chủ trước kia giống vậy, chúng ta thấy liên quan đến vấn đề của ông Obama hay là ông Phó Tổng thống Joe Biden, chúng ta đã từng nghe những cái bài viết nói rằng ông Phó Tổng thống thiếu tiền để mà trả tiền mà trị bệnh cho con cái, đến nỗi mà phải yêu cầu bán nhà. Ông Obama sẵn sàng cho mượn các thứ này kia, mình nghe những cái tin rất là thảm thương. Nhưng mà cuối cùng bây giờ chúng ta phát hiện được là ông con của ông Joe Biden đó, tức là ông Hunter Biden đó, đã có một cái tài khoản mà được cho rằng nhận từ cái quỹ của bên Trung Quốc lên tới 1 tỷ mấy Mỹ kim. Và những cái vấn đề mà họ có làm ăn ở chỗ này chỗ khác, và có những cái lương bổng hay có những cái quyền lợi này quyền lợi kia, ngay cả bà Nancy Pelosi hay là con cái của bà ta cũng có những cái phần hùng. Và những cái phần đó có phải vì cái nhóm lợi ích hay không, hay vì cái quyền lợi, vì cái vị thế của cái bản thân của mình để mà nó khuynh đảo và nó tạo ra cái đặc quyền đặc lợi cho những cái người thân của mình trong cái vấn đề làm ăn. Và nếu như nói rằng chỉ vì cái mục tiêu là lấy cái số tiền lương thôi, thí dụ như là một cái người mà gọi là dân biểu của trong hạ viện chẳng hạn, thì một năm có thể là 200.000 Mỹ kim, tức là mỗi tháng khoảng chừng là 10 mấy 20 ngàn gì đó, thì với cái số lương đó thì người ta vẫn có thể sống được, người ta vẫn đầy đủ ở Hoa Kỳ chứ không phải là thiếu thốn gì. Nhưng mà nếu mà chỉ vì cái mục đích đó thôi, để mà chịu rất là nhiều các áp lực, bị rất là nhiều các cái báo chí họ chửi bới, họ soi mói, thì có đáng hay không? Nhiều người họ cảm thấy là không có đáng. Vấn đề còn lại là nó có cái lợi ích gì khác nữa, và những cái lợi ích đó đó là nó phải mang tính chất vật chất. Thí dụ như người ta tố cáo rằng những cái quan chức hay là những cái đại diện mà gọi là tranh dân cử đó được bầu vào các vị trí này vị trí kia, giống như là nó có cái quyền lợi gì đó, ví dụ như họ có cái những cái gọi là đại gia nằm ở phía bên trong mà có làm ăn với Trung Quốc, làm ăn với Trung Đông, làm ăn với nước này nước kia, và họ có thể là khuynh lót các cái chính sách để làm lợi cho những cái sân sau của mình. Thì cái việc mà ở Hoa Kỳ vẫn có những cái sân sau sân trước, vẫn có các đặc quyền đặc lợi, và nó vẫn có những cái gì đó dành cho các phe phái. Chính vì cái điều này cho nên trong cuộc tranh cử, cái sự sâu xé, cái sự mà ra tay một cách là nó tàn ác á, nó cũng rất là có thể chứ không phải là đơn giản. Ngay ở các cái xứ gọi là độc tài, các cái xứ mà độc đảng á, thì những cái điều này chúng ta không thấy. Cái cuộc bầu cử thường thì nó rất là im dịu, giống như trong trường hợp của Việt Nam thì những cái cuộc bầu cử thường nó cũng lắng động, nó đi qua theo cái kiểu người ta bầu chọn tín nhiệm. Chứ còn ở Hoa Kỳ đó thì những cuộc bầu cử ngay cả các cái cấp thấp hơn, ví dụ như ở địa phương thôi, ở quận hạt thôi, hay là ở thành phố thôi, hay là ở tiểu bang thôi, thì chúng ta thấy người ta chửi nhau rất là kinh 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 khủng, thậm chí là họ tung ra các cái tin mà không cần kiểm chứng luôn. Tung ra trước đi rồi làm cho các cái thiên hạ họ họ chao đảo, và họ quyết định cái lá phiếu nó hơi lệch một cái, sau đó thì mọi việc nó đã tìm hiểu lại thì nó đã trễ rồi, tức là thời kỳ bầu cử nó đã qua rồi. Và dĩ nhiên là trong cái hệ thống là vận động bầu cử nó cũng có các cái luật lệ của họ, tức nghĩa là không được phép làm cái này, không được phép làm cái kia, nhưng mà những cái giới hạn nó cũng rất là hạn chế, và nó có rất nhiều các cái ngoại trừ. Chính vì có nhiều các cái ngoại trừ đó, cho nên là cái phạm vi mà hoạt động hay là tấn công lẫn nhau của các cái giới chính trị gia trong cái thời kỳ mà gọi là tranh cử như thế này á, nó rất là mạnh bạo, và nó mang tính chất ác lắm chứ không phải là đơn giản. Thí dụ như chúng ta thấy là cái trường hợp ở mấy ngày qua, khi mà anh George Floyd bị một cái viên cảnh sát làm cho mất mạng, thì bắt đầu ở xứ sở Hoa Kỳ đã xảy ra rất là nhiều các cái cuộc xuống đường biểu tình, rồi thậm chí kết hợp với các cái vấn đề bạo động. Thì cái việc bạo động là không thể nào chấp nhận ở một xứ sở mà anh tự vỗ ngực xưng tên rằng có một hệ thống pháp luật nó hoàn chỉnh, một cái vấn đề an ninh nó được bảo đảm. Nếu như Hoa Kỳ mà không có một cái hệ thống pháp luật mà hay là cái an ninh mà đảm bảo đó, thì với cái số lượng súng lên tới 300 triệu khẩu súng nằm trong dân, thì có lẽ là nước này nó đã loạn rồi, người ta có thể là bắn giết lẫn nhau, người ta sống theo cái kiểu bầy đàn, theo cái kiểu là nó bản năng rồi chứ không phải là đơn giản như ngày hôm nay. Tuy nhiên cái việc mà nó thổi phồng lên như thế này, nó làm cho nó loạn đó, thì có thể là được cái sự giúp đỡ, sự bảo bọc hay là sự thúc đẩy gì đó của một cái nhóm hay là những cái thế lực nó rất là mạnh, người ta mới có thể làm được cái chuyện đó. Và bây giờ thì khi mà xảy ra cái sự việc như thế này, thì bây giờ người ta lại muốn đấu tranh để mà thay đổi các cái luật lệ, và những cái yêu cầu, những cái
đòi hỏi đó nhiều khi chúng ta nghe thấy rất là buồn cười, nó không thể nào chấp nhận được luôn, chứ không phải là vấn đề mà đơn sơ. Bởi vì bây giờ ví dụ như chúng ta thấy là cái tổ chức gọi là Antifa là một cái tổ chức bị đánh giá là nó khủng bố, và chính quyền tổng thống Donald Trump đã kết luận rồi, và những người tham gia vào cái tổ chức này rất có thể là trong thời gian tới sẽ bị điều tra. Và ngày hôm qua thì chúng ta thấy là người của cái tổ chức Antifa này đã, và những cái người biểu tình của cái cuộc biểu tình gọi là Black Lives Matter đó, họ đã tràn vào chiếm các cái tòa nhà của cái chính quyền bang Washington và thiết lập luôn một cái vùng đệm mà gọi là phi cảnh sát, mà họ gọi là khu tự trị đồi Capitol. Thì đây là một cái điều mà chúng ta thấy là nó rất là quái đản, nó không thể nào chấp nhận được trong cái xứ sở của Hoa Kỳ. Và cái việc mà họ chiếm một cái khu vực như thế ở vùng Washington, Washington thì họ đòi thứ nhất là phải bãi bỏ 100% các lực lượng cảnh sát. Từ khi mà một cái quốc gia nó thành lập nhà nước tới bây giờ thì theo cái lịch sử mà lập pháp hay là theo cái lịch sử mà xây dựng nhà nước á, thì chúng ta thấy rõ ràng không có một đất nước nào mà không có các lực lượng cưỡng chế hết. Lực lượng cưỡng chế thì gồm có quân đội, có công an, có tòa án, có bên coi như là công tố, có đủ thứ, hải quan, có này kia. Nhưng mà bây giờ thì những cái tổ chức như thế này đó mà bị quy kết là tổ chức khủng bố thì người ta lại biểu tình và yêu cầu thứ nhất 100% lực lượng cảnh sát phải phải bãi bỏ. Và cái việc bãi bỏ 100% như thế xong rồi á là ngừng vĩnh viễn với cái việc trả lương cho các cái cảnh sát hưu trí nữa, rồi thay thế các cái lực lượng cảnh sát bằng nhân viên dịch vụ tâm lý xã hội. Và trong đó đó thì giai đoạn đầu tức nghĩa là phải lập tức thả ngay những người bị bắt vì cái sử dụng cần sa nè, ma túy nè, hay là những người bạo động hoặc là chống người thi hành công vụ, rồi bãi bỏ các cái hệ thống tòa án. Thì chúng ta thấy là cái việc mà yêu cầu mà bỏ cảnh sát đó thì ai là cái người mà không ưa cảnh sát nhất trong bất cứ một cái xã hội nào, ngay cả Việt Nam, ngay cả bên Tàu, ngay cả bên coi như là châu Âu cũng vậy, thì cái xã hội mà người ta ghét cảnh sát nhất là lực lượng nào? Thì dĩ nhiên là những cái lực lượng đã tội phạm, hoặc là những người đã từng có tiền án tiền sự, hoặc là những người đang hoạt động mà theo cái kiểu mà nó âm thầm đó, theo cái kiểu mà xã hội đen, theo cái kiểu mà sợ bị người ta dòm ngó, sợ bị pháp luật sờ gáy, thì những cái lực lượng đó là những lực lượng mà họ sợ cảnh sát nhất, họ không có thích. Thí dụ như một cái cá nhân, một cái người nào đó mà họ lái xe, họ bị cảnh sát họ dịnh vào cứ phạt về cái lỗi này lỗi kia lỗi nọ, mà những cái thói quen đó họ không thể nào bỏ được, họ không bỏ được thì họ rất là căm thù cảnh sát, họ rất là ghét cảnh sát, họ không thể nào mà dung hòa được với cảnh sát được. Họ không thích khi mà thấy cái trụ sở cảnh sát, là thấy một cái anh cảnh sát đứng ngoài đường họ chặn xe là mình thấy mình bực mình rồi, mình rất là căm ghét rồi, hoặc là cứ bị người ta sách nhiễu, bị người ta nọ. Nếu như cái sự sách nhiễu đó là đúng á thì mình tố cáo họ, thì mình ghét là một đằng khác. Tuy nhiên cảnh sát người ta làm đúng thì mình ghét, là vấn đề ở chỗ là mình có lý do. Bởi vì tại sao rất là nhiều người dân Hoa Kỳ họ không có ghét cảnh sát, nhưng mà một nhóm những cái người thì lại ghét, ví dụ như cái tổ chức này. Và những cái tổ chức mà cái cuộc đấu tranh bây giờ người ta yêu cầu nhiều về cái việc mà bỏ cảnh sát. Và chúng ta thấy là trong 2 ngày vừa qua thì cái ông cảnh sát trưởng của cái thành phố New York cũng đã đứng lên nói và yêu cầu là người cảnh sát đừng coi họ giống như là những cái động vật, hay là những cái cách hoạt động giống như là thú vậy, không được. Và đã phá cái cảnh sát quá như thế là nó không có đúng, và cũng không thể cắt các cái thu nhập của người cảnh sát được, bởi vì người ta phải đứng đầu sóng ngọn gió, phải hy sinh rất là nhiều chứ không phải đơn giản. Bởi vì đối với cảnh sát Hoa Kỳ không phải đơn giản như các cảnh sát ở các nước khác, bởi vì người dân Hoa Kỳ có quyền sử dụng súng. Và thực tế cho thấy rằng các cái tỷ lệ cảnh sát Hoa Kỳ chết vì súng đạn rất là nhiều chứ không phải là ít. Những cái người mà họ phản ứng lại đó có khi họ cầm súng vào bắn, và cảnh sát chỉ cần hớ hên một chút thôi cho là có thể là bị mất mạng liền. Do đó người ta ra lệnh một cái hoặc là người ta làm cái gì nó mang cái chất hết sức là quyết liệt, và cái sự cưỡng chế nó đó mang cái chất áp đặt rất là nhanh. Và người dân có quyền khiếu nại, khi mà họ bắt rồi có gì đó để ra tòa anh có quyền khiếu nại lại, nhưng mà trước mắt cảnh sát họ yêu cầu họ áp dụng, họ có ra lệnh sai đi nữa thì mình cũng phải chấp hành trước đã, sau đó mình mới 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 có quyền khiếu nại ở tòa án hoặc là làm cái gì đó khác.
chứ mình mà chống đối họ ngay tại cái hiện trường rất có thể mình bị chết luôn không chừng đó. Thí dụ như khi mà họ chặn mình lại, mình bị cái lỗi là hành chính thôi, thí dụ như bị phạt về giao thông, nhưng mà mình cứ quay qua quay lại theo cái kiểu mình cầm mình kiếm mình lục súng chẳng hạn, người ta tưởng mình cầm súng, hoặc là mình cứ chửi cảnh sát mình làm này kia nọ theo kiểu mà tay đôi, như là một số cái trường hợp mà ở Việt Nam mà cãi với cảnh sát á, thì người ta có thể là nghi ngờ rằng mình có thể là gây bạo động cho họ, gây nguy hiểm đến tính mạng họ, hoặc là xông tới mình đánh họ, thì cảnh sát họ bắn mình thôi. Đó là cái hệ thống luật pháp của Hoa Kỳ, và nó thể hiện rất là nó có cái bài bản, có cái trình tự, chứ không phải là cảnh sát họ thực hiện một cách manh động. Thì bây giờ nói rằng cái việc mà cảnh sát họ làm á nó khó khăn, thì bây giờ mình yêu cầu để sửa đổi các cái luật pháp. Thì hôm rồi tức nghĩa là hôm cách đây 3 bữa thì ở bên Hạ viện cũng đã có ý kiến của một số vị đại biểu bên cái khối gọi là dân chủ đó, họ đưa ra cái đề xuất là phải chỉnh đốn lại cái những cái quy định trong cái vấn đề luật pháp của cảnh sát, là không được sử dụng cái bạo lực như thế nào không được, ví dụ như sử dụng chân chèn cổ, không sử dụng bắt người trong như thế này như kia, hoặc là đánh người ta, hoặc là gì 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 các thứ hết, theo cái kiểu là bó bớt cái hoạt động của các cảnh sát. Và như thế thì bó các hoạt động cảnh sát mình nghe có vẻ như là bảo vệ các cái người dân, nhưng mà ngược lại thì mình đã không bảo vệ các lực lượng cảnh sát, trong khi các cái lực lượng cảnh sát của Hoa Kỳ á, ở khắp các cái tiểu bang khắp cả nước Hoa Kỳ nhiều nơi cũng còn rất là thiếu cảnh sát, người ta cứ đăng bảng là theo cái kiểu là tuyển dụng thường xuyên lắm, bởi vì đa phần cảnh sát phải đối mặt với rất là nhiều nguy hiểm, chỉ cần mình trực ở một cơ quan thôi, thì khi mà có một cái cuộc gọi và người ta điều mình đến một cái căn nhà đó chẳng hạn, mà có những sự bạo động gì ở trong đó, mình đến mình bảo vệ, mình đến mình tìm hiểu, mình này kia nọ, thì cũng có thể mình đi xong rồi mình không có về. Cho nên là nhiều người họ ngại là tham gia vào các lực lượng đó lắm, khi mà người ta dấn thân vào làm nghề cảnh sát, đó cũng là một cái sự hy sinh chứ không phải đơn thuần là một sự mà hưởng thụ. Cho nên bây giờ trước những cái việc mà tấn công vào các lực lượng cảnh sát như thế này đó, thì có thể nói là đó là một cái điều đó làm quá trớn rồi, nó có thể là đi ngược lại cái hệ thống của Hoa Kỳ. Và những cái đề nghị mà yêu cầu bãi bỏ luôn các lực lượng cảnh sát thì chúng ta thấy nó không thể nào chấp nhận được, không có một đất nước nào mà người ta từ bỏ như thế, thì cái quyền lực của nhà nước nó sẽ nằm ở chỗ nào? Và thậm chí là bãi bỏ cảnh sát bình thường trật tự đâu, người ta còn kêu bãi bỏ luôn cảnh sát di trú ICE nữa. Thì cái cảnh sát di trú là một cảnh sát chuyên bắt những cái người mà ở lậu đó, những cái người mà đột nhập vào Hoa Kỳ theo cái kiểu là vượt biên trái phép, và hoặc là họ không có cái giấy tờ gì hết. Và bây giờ bãi bỏ cái đó là chẳng khác nào là khuyến khích những người ở lậu, và họ còn đấu tranh theo cái kiểu là yêu cầu phải giành lấy các cái quyền cho những cái người ở lậu nữa, phải có một cái ngân sách rồi để mà chi trả, thậm chí là trợ cấp cho những cái người da đen, trợ cấp cho những cái người mà họ ở lậu. Và trong cái thời kỳ mà gọi là quá độ, khi mà chấm dứt cái việc mà hoạt động của các cảnh sát đó, để lập nên một cái gọi là cái lực lượng mà tự coi như là lực lượng mà coi như là lực lượng mà gọi là dịch vụ tâm lý xã hội để mà giải quyết các cái vấn đề đó. Tức nghĩa là khi mà có một vụ kiện hay là vụ xảy ra cái gì đó thì người ta nhờ một cái trung gian đó để mà giải quyết, chứ không phải là một cái lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp. Thì như thế thì cái nhân danh cái nhà nước như thế nào? Trong khi cảnh sát người ta có thể là nhân danh cái nhà nước, nhân danh chính thể để mà người ta hoạt động, giống như tòa án cũng vậy. Tòa án nó mạnh là bởi vì nó nhân danh cái quốc gia. Nếu mà không nhân danh pháp quốc gia thì cái anh thẩm phán hay cái bà thẩm phán nó có cái giá trị gì? Cũng là một cái người bình thường, một người học luật thôi, cũng là một cái công dân mà ngồi cái ghế đó thôi, chứ đâu có là cái lý do gì. Nhưng mà vấn đề là người ta nhân danh cái quốc gia, người ta mới có được các cái sức mạnh, và có sức mạnh mới có thể là trừng trị hoặc là bảo đảm cho cái xã hội nó vận động theo cái kiểu trật tự. Và bây giờ thì yêu cầu là phải chi trả cho những cái người mà gọi là phạm pháp, rồi những cái người ở lậu, và cấm các cái cảnh sát là không có, bây giờ thì chưa giải tán toàn bộ, thì yêu cầu là các cái cảnh sát là không được sử dụng các cái công cụ hỗ trợ nào hết. Thí dụ là cảnh sát đến giữ gìn trật tự hay đến làm cái gì đó cũng được, nhưng mà gồm có là súng nè, dùi cui nè, hay là khiên nè, súng điện nè, bơm khói nè, vân vân. Chúng ta thấy nghe mắc cười không? Một cái anh cảnh sát
Đến giữ trật tự mà không có trang bị súng, không trang bị dùi cui, không trang bị roi điện hay là bất cứ một cái khối cai hay là cái gì hết, thì khiên nó cũng không cho nữa. Như vậy thì sao, chẳng khác nào là một hình nộm đem ra đó để mà cho các anh muốn đánh gì đánh, muốn làm gì làm hay sao. Chúng ta thấy rõ ràng như trong trường hợp của Việt Nam thôi, là cảnh sát giao thông hay là những cái cảnh sát mà giữ gìn các cái trật tự ở một số những cái khu vực đó, thì chúng ta thấy gần như không có được mang súng. Mà theo đó là cái quy định của Việt Nam, nhưng mà không mang súng thì cũng phải mang dùi cui chứ, hoặc là cũng phải mang một số các cái vật dụng như là roi điện cái này cái nọ, để mà trong những trường hợp nhất định có thể sử dụng. Và cái việc mà không trang bị súng cũng là một cái vấn đề tranh cãi rất là nhiều. Và cái điều kiện của Việt Nam hay là điều kiện của nhiều cái nước khác á, thì có thể làm chấp nhận được, bởi vì người dân họ không có sử dụng những cái hung khí quá nguy hiểm giống như là súng. Còn đối với Hoa Kỳ là xứ sở sử dụng súng, người dân Hoa Kỳ họ có đủ cái khả năng mà sử dụng các cái hung khí rất là nguy hiểm, trong khi cảnh sát không có các cái hung khí đầy đủ để mà chế ngự nó. Thì như thế thì ai là làm cảnh sát? Nếu như những cái đề nghị mà nó quái đản như thế này đó mà được chấp nhận một cái, tôi xin đảm bảo rằng á là toàn bộ các cái lực lượng cảnh sát của Hoa Kỳ người ta sẽ đình công hết, và người ta sẽ nghỉ việc hết. Và một khi mà họ nghỉ việc hết thì điều gì xảy ra? Mấy cái gọi là cái hội đồng nhân dân hay là cái hội đồng tự quản gì đó, hay là hội đồng trật tự gì đó, hoặc là một cái gọi là cái dịch vụ tâm lý mắc ma mắc quỷ gì, những cái điều đó thì mang cái chất dân sự, mang cái chất là cho vui, mang cái chất là tình nguyện, và người ta không có đủ sức để mà đảm bảo trấn áp các cái tội phạm. Thì cái tổ chức như thế này tại sao nó lại có những cái đề nghị như thế? Nhưng mà cái điều mà chúng ta thấy nó quái đản hơn nữa đó là cái cuộc biểu tình đó của cái nhóm này ở bên Washington thì lại được sự ủng hộ của cái bà Sama Sawan, là cái bà này là ủy viên hội đồng của thành phố Seattle. Thành phố Seattle là một cái thành phố lớn nhất của cái tiểu bang đó, mà cái người này là nằm trong cái đảng Dân Chủ. Thì chúng ta không hiểu là cái giới mà gọi là mà dân cử đó, họ người dân họ bầu lên thì họ cứ nghĩ là một số các cử tri của mình trong khu vực họ muốn theo cái hướng nào thì họ theo cái hướng đó, và họ cứ hùa theo, và họ hùa theo như thế họ không biết là họ có bảo vệ được cái hiến pháp của Hoa Kỳ hay không, hay bảo vệ những cái giá trị văn minh gì đó mà Hoa Kỳ đã bỏ công rất là nhiều các cái thế hệ, mà những cái người mà gọi là những cái cha già dân tộc của Hoa Kỳ đó đã xây dựng cái đất nước này, khi mà họ đã đấu tranh rất là nhiều để mà được như ngày hôm nay. Thì những cái điều đó đó nó đã đi ngược lại. Và với những cái con người mà họ có những cái trí óc thông minh bình thường thôi, hoặc là có những cái một chút về kiến thức xã hội thôi, hoặc là một chút kiến thức về pháp luật thôi, người ta cũng đã hiểu được rằng là những cái đề nghị như thế này á, nó là rất là quái đản, là những cái điều này lẽ ra phải bị dẹp ngay từ trong đầu luôn, chứ không phải là đưa ra để mà bàn luận. Rồi thậm chí là bây giờ họ còn chiếm lĩnh một cái khu vực gọi là giống như là muốn lấy cái đó là một khu vực tự do, một cái đồi Capitol gì đó, thì nó rất là quái đản. Và như bây giờ thì trong cái thời kỳ gọi là vận động bầu cử, trong cái thời kỳ đấu đá chính trị với nhau giữa hai cái đảng á, thì họ lại sẵn sàng làm nhiều thứ. Và đảng Dân Chủ đó bị tố cáo là rất là nhiều chiêu trò trong cái thời gian vừa qua, từ khi ông Tổng thống Donald Trump leo lên ngồi cái ghế đó thì nó là cái gai trong cái con mắt của họ, và càng lúc á, thì nó càng gay gắt hơn. Như là đầu năm thì xảy ra cái việc mà trút phế, nhưng mà trút phế không được, trút phế không được thì họ dịnh vào cái Covid-19 để chụp cho ông Trump. Covid-19 thì cái lỗi ông Trump có bao nhiêu, trong khi là thực hiện hàng loạt các cái biện pháp đóng cửa nền kinh tế, thực hiện các biện pháp cấm bay đến châu Âu, cấm bay đến Trung Quốc, rồi thực hiện coi như là đưa ra các cái đề xuất và chỉnh chi rất là nhanh về cái việc mà cứu trợ các cái nền kinh tế. Bây giờ muốn mở lại cái nền kinh tế thì lại bị coi như là bị chỉ trích. Và những cái sự chỉ trích như thế đó, họ chỉ nhắm vào cái mục đích đó là muốn đóng cửa nền kinh tế tiếp tục, để cho cái sự phát triển kinh tế nó chậm lại, và thấy rằng cái hiệu quả của chính quyền của Trump nó không cao. Và người ta cũng nói rằng tại sao á, cái đảng Dân Chủ người lại ghét ông Trump? Bởi vì đa phần họ là sân sau với Trung Quốc, họ muốn làm ăn với Trung Quốc, đó mới là cái lý do chính, và họ muốn là hưởng lợi từ cái đất nước Trung Quốc. Bởi vì ông Trump là cái người đã ra những cái đòn hết sức quyết liệt đối với cái chính thể của Trung Quốc, đối với cái cung cách làm ăn của Trung Quốc, và những cái đòn ra tay đó là những cái đòn ra tay thiệt, nó gây ra những cái thiệt hại thật thụ. Có bạn cũng đã hỏi là tại sao mà
ông Trump không chấm dứt đi tất cả các cái làm ăn Trung Quốc ngay lập tức, hoặc là những cái công ty gì đó theo cái kiểu mà nghe bọn dân chủ nó nói là công ty con của ông Trump rồi mà làm ăn với Trung Quốc như thế này như thế kia, rồi tại sao không dẹp đi, hoặc là đủ thứ chuyện hết. Thì những cái tin giả đó các bạn nghe các bạn rất là dễ tin. Tuy nhiên đối với ông Tổng thống Donald Trump cũng đã nói rất là nhiều lần, mặc dù ra tay rất là quyết liệt với Trung Quốc, nhưng mà khi gặp Tập Cận Bình hay là khi mà tiếp xúc với các cái đại diện của Trung Quốc cũng thường là tạo cho người ta các cái cơ hội, và cũng khen rằng ông Tập Cận Bình là làm các cái chính sách này chính sách kia, quản lý cái xã hội Trung Quốc cũng rất là tốt, và ông ta có quyền để bảo vệ cái quyền lợi của người dân Trung Quốc các thứ này kia cái đó, là theo một cái kiểu hết sức là rõ ràng cái chiến lược không phải là đánh úp, mà cái chiến lược đánh từng phần mà một cái áp lực nó càng ngày nhanh hơn, chứ không phải rút một cái rẹt mà ra khỏi đất nước Trung Quốc được. Và ngay cả ông Tổng thống Donald Trump cũng không có cái quyền để mà rút hết các cái doanh nghiệp ra khỏi đất nước Trung Quốc. Chúng ta phải hiểu được điều đó, bởi vì cái quyền đó nằm trong tay của các cái doanh nghiệp của Hoa Kỳ, các cái nhà đại tư bản. Và ở chính sách của ông Trump chỉ có thể là phạt thuế thôi, chỉ có thể là sử dụng các cái đòn bẩy về các cái chính sách thôi, và có thể sử dụng các cái đồng tiền của ngân sách quốc gia theo kiểu đặt hàng và yêu cầu các cái doanh nghiệp đó phải sử dụng các cái nguyên vật liệu ở trong cái hệ thống tự do ngoài Trung Quốc và không được sử dụng của Trung Quốc chẳng hạn, thì hoặc là khuyến khích người ta đi ra bên ngoài theo cái kiểu là tạo các cái điều kiện này cái nọ thôi. Nên dứt dừng là ở đó chứ không thể nào nói đổ lỗi hết hoàn toàn cho chính phủ ông Trump. Nhưng mà những cái hoạt động thời gian vừa qua, những cái hành xử của ông Trump thôi đó, của chính quyền ông Trump và đối với cái đất nước Trung Quốc đã làm cho những cái sân sau đó mà có làm ăn của Trung Quốc nó dậy nảy. Thì chúng ta thấy là một cái đất nước như Trung Quốc nó có nhiều cái vấn đề để mà bàn cãi lắm. Thí dụ như có một phần về trốn thuế, có một phần về cái thu nhập nó có thể là khuất tất, nó có thể bị che đậy. Và cái hệ thống mà làm ăn các cái doanh nghiệp của Trung Quốc á, người ta nói rằng nó không có minh bạch, theo cái kiểu là hay sử dụng các cái chiêu trò, thậm chí là ăn cắp các cái sở hữu trí tuệ, thậm chí là sử dụng các cái tiêu cực, theo cái kiểu lót tay lót chân các thứ này kia cái nọ. Cho nên là nhiều cái giới mà gọi là tài, gọi là nằm ở trong cái chính giới của các nước á, họ rất là thích làm ăn với Trung Quốc, rất làm ăn với các cái danh gia của Trung Quốc, bởi vì họ có những cái quyền lợi và những cái quyền lợi đó không bao giờ bị phát hiện hết, bởi vì cái luật pháp của đất nước Trung Quốc á, họ coi cái vấn đề hối lộ làm họ đánh giá nó rất là khác, có thể họ xử cũng rất là nặng. Tuy nhiên cái việc mà điều tra xét xử của họ đó đối với các cái doanh nghiệp khi mà làm ăn ở nước ngoài nó cũng ở mức độ nào đó thôi, nó không phải giống như Nhật Bản hay là ở châu Âu hay là ở Mỹ hay là nhiều nước khác. Một cái sự kiện cho thấy rằng khi mà các doanh nghiệp của Mỹ hay là của Nhật Bản chẳng hạn đi vào một cái nước nước làm việc giống như là vào Việt Nam đi, thì sau đó 5 năm, 7 năm vẫn có thể bị khui ra, vẫn có thể bị phát hiện, và người ta có thể lấy những cái lời khai đó và quy kết và truy trú các cái quan chức ở những cái nước đó. Tuy nhiên thì chúng ta chưa bao giờ nghe những cái điều tương tự đối với đất nước Trung Quốc cả. Tức là đất nước Trung Quốc họ làm ăn rất là nhiều nước ở trên thế giới, và các cái doanh nghiệp họ thì bị tố cáo là đi hối lộ, hối lạo, đưa lót tay lót chân, bị khi mà nâng giá khống lên á, về các cái sự đầu tư thì có bẻ cò bẻ cẳng. Cái sự mà coi như là tố cáo đó nó đầy dẫy ở trên thế giới luôn, nhiều nước đã bị. Và nếu mà những cái vụ này vụ kia bị phát hiện thì cũng chỉ tại cái nước đó họ phát hiện thôi, chứ từ cái đất nước Trung Quốc theo kiểu điều tra từ cái nguồn đầu tư không có. Cho nên đây là cái điểm mà nhiều cái viên chức của các quốc gia đó, thậm chí là những cái nước gọi là vỗ ngực xưng tên là dân chủ, nhân quyền, là minh bạch, là dân chủ, là cái thứ này kia nọ, họ cũng thích làm ăn với Trung Quốc nữa, bởi vì rất là dễ mua chuộc. Cái người Hoa đó họ đến họ vỗ vai ngộ, là coi như là rất là cảm ơn nha, cái này là tầm trà nước, cái này gì gì kia là họ để vào, và họ có thể là đưa rất là nhiều thứ. Và chính vì những cái điều đó đó cho nên là khi làm ăn với nước Trung Quốc đó là một cái nguồn rất là lớn của những cái thế lực ở phía bên trong, và ngay tại Hoa Kỳ cũng không phải lệ. Và đây là hàng loạt những cái vấn đề bây giờ nếu mà lặp lại các trật tự và ông Trump tiếp tục giữ thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa, thì những cái hành xử và những cái đòn mà chí mạng của ông Trump đối với đất nước Trung Quốc nó sẽ mạnh bạo hơn và nó trực tiếp hơn.
và nó sẽ tạo ra cái ảnh hưởng rất là lớn, nó đánh sâu vào các cái gọi là các nhóm lợi ích, các cái quyền lực, các cái thế lực ngầm ở trong đất nước Hoa Kỳ, kể cả một phần của cái đảng Cộng Hòa mà cũng có làm ăn với đất nước Trung Quốc ở trong đó nữa. Chúng ta nhớ cái thời kỳ ông Tổng thống Bush con á, đã có cái chiến lược yêu cầu là các cái doanh nghiệp của Hoa Kỳ nên mở rộng đầu tư, là có trương cái vấn đề mà gọi là kinh tế toàn cầu là như thế này như thế kia, phải san sẻ các cái giá trị các thứ này kia nọ, nêu hô hào lên các thứ. Và thật ra đó là một cái chiêu trò, một cái hướng để mà phát triển ra một cái thị trường mới, một cái thị trường của Trung Quốc rất là hấp dẫn, đến 1 tỷ 400 triệu dân, và cái lương công nhân khi đó của Trung Quốc chỉ bằng một phần coi như là mấy chục của cái lương của công nhân Hoa Kỳ. Lương công nhân Hoa Kỳ nhiều khi là có thể là 8 đồng một giờ, nhưng mà đất nước Trung Quốc có khi là một ngày chưa kiếm được 1 đồng. Thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy rằng nó có những hệ lụy và có những cái lịch sử, và cái sự phát triển của làm ăn giữa Mỹ với Trung Quốc nó quá trời nhiều lâu rồi, và nó đi sâu vào đối với các cái giới chức chính trị và những giới chức chính trị gắn liền với cái thị trường đó. Bây giờ muốn đổi một cái thị trường họ cũng không biết là có làm ăn nó dễ dàng vậy hay không, và những cái lợi ích khác nó có được như thế hay không. Nếu mà những cái hãng A, hãng B gì đó là những cái gọi là sân sau của họ, mà bây giờ đi qua Việt Nam chẳng hạn, thì không biết hệ thống luật pháp Việt Nam nó có khắt khe hay không, rồi nó có dễ dàng như thế. Hoặc là đi qua bên Hàn Quốc thì sao, đi qua bên coi như là Nam Dương thì như thế nào. Thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy là nó rất là quái đản. Bây giờ nhìn lại đi, nhìn lại về cái nền chính trị và cái dân chủ của Hoa Kỳ á, trong cái thời điểm như hiện nay mà đi rao giảng cho thế giới, đi giới thiệu cho thế giới về cái việc gì, rõ ràng đó là những cái mớ hỗn độn và những cái sự chửi nhau nó in ỏi hết. Nhiều người họ muốn né tránh những cái kênh TV và gọi là chính trị, để mà không muốn nghe những cái lời lẽ nặng nề như thế nữa, hoặc là những hình ảnh mà đưa lên. Bây giờ nhìn vào mình cũng có, nếu mà những ai mà không có theo dõi thường xuyên về cái chính trị đó, rất dễ bị họ dắt mũi. Bởi vì không biết đâu là tin thật, đâu là tin giả, và đâu là cái chân lý, và đâu là cái điều mà họ muốn nói bậy. Thì nói tóm lại là trong cái cuộc mà gọi là vận động tranh cử như thế này của đất nước Hoa Kỳ thì nó xảy ra rất là nhiều thứ, nhưng mà cũng khẳng định một cái điều là người dân Hoa Kỳ có muốn chấm dứt các cái tình trạng như thế này hay không. Thì họ cũng đã quen rồi, cái cuộc sống hồi trước tới giờ cứ 4 năm một lần thì cũng phải lắng nghe các cái chuyện mà tranh cãi với nhau, các hay là muốn chứng kiến, phải để chứng kiến các cái việc mà các cái đoàn ra tay hết sức là mạnh bạo, rồi cái diễn cảnh đó nó sẽ còn tiếp tục nữa. Người dân Hoa Kỳ họ cũng đồng ý thôi, họ cũng muốn là phải có cái sự đa đảng chứ, nếu mà độc đảng không thì có lẽ là họ sẽ làm mà tàn hơn nữa, họ còn múa mai hơn nữa. Mai là đa đảng như thế đó, mà đảng này còn bị đảng kia tố cáo là đi mua chuộc các cái truyền thông. Bởi vì truyền thông của Hoa Kỳ là độc lập, là tự do, nhưng mà một cái đảng họ có thể dùng các thế lực của mình, hoặc là dùng các tiền bạc gì đó, hay các cái lợi ích vật chất gì đó mà họ mua những cái đài lớn, họ chi phối những cái đài này đài nọ, rồi họ sử dụng tiền của hoặc là cái quyền lực để mà cái lôi kéo người này người kia theo cái kiểu là biểu diễn theo kiểu này nọ, và phải cần có cái lực lượng đối lập để mà người ta phanh phui vạch trần những cái khuyết tật đó. Chính vì cái điều này người dân Hoa Kỳ họ đồng ý và mong muốn rằng có một sự đa đảng. Nhưng mà thật ra tiếng nói đa đảng chứ thật ra bây giờ Hoa Kỳ cũng chỉ có 2 đảng chính thôi, chứ còn những cái đảng kia thì cái tiếng nói không có quan trọng, và gần như không có cái người đi tham gia nhiều nữa. Chúng ta nghe nói nhiều về cái đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, còn những vấn đề đảng xanh, đảng tự do, đảng gì khác thì nó không có giá trị gì cả ở Hoa Kỳ. Còn cái vấn đề mà tự do báo chí hay tự do phát ngôn, tự do trong cái vấn đề thể hiện các cái quyền con người này kia nọ thì rõ ràng nó vẫn tiếp tục thôi, bởi vì đó là một vấn đề hiến pháp mà ở xứ Hoa Kỳ người ta rất là ít khi mà đề cập đến vấn đề sửa hiến pháp, bởi vì sửa hiến pháp thì cái hướng mà mở rộng bổ sung thêm các cái quyền hành á, hoặc là sửa đổi là một số những cái quy định mà người ta muốn làm rõ hơn thôi, chứ đa phần người ta không muốn thay đổi các cái ý tưởng của những cái người mà lập pháp, những cái người mà lập ra cái quốc gia này hồi thời mà gọi là những cái cha già dân tộc, không phải là một cha già dân tộc mà gọi là những cha già dân tộc, là rất là nhiều người trong những cái thời gian mà trước kia.
Thì đó là cái hệ thống chính trị của Hoa Kỳ á, nó vẫn có những cái khuyết tật, và những cái khuyết tật đó người ta cũng đánh giá là nó chỉ bộc phát những cái yếu kém hay là bộc phát những cái vấn đề mà rối loạn trong một số những cái thời điểm nhất định thôi. Đó là cái thời điểm như hiện nay. Mà năm nay cũng xui một điểm là lại có dịch bệnh của thế giới xuất hiện cùng lúc. Chính vì cái điều này, cái sự trầm trọng của nó, cái sự mà hỗn độn của nó càng nhiều hơn. Và đó là một cái bức tranh của Hoa Kỳ, thì một cái góc nhìn nhỏ thôi về một cái vấn đề cũng khá nhỏ mà chúng ta đã thấy nó đã rối lên rồi. Thì một cái người dân của bất cứ một nước nào, người ta cũng muốn có một cái cuộc sống nó an bình, nó bình thản, và để người ta hưởng thụ, để người ta được làm việc và có những cái thu nhập nó rất là ổn, để mà cái cuộc sống nó thăng hoa hơn, chứ không có ai muốn chứng kiến tất cả những cái việc mà nó lùng bùng các lỗ tai như thế này. Thì nhưng mà cũng phải chịu thôi, bởi vì đây là cái cuộc bầu cử, và chắc chắn rằng từ nay đến ngày bầu cử là còn khoảng 4 tháng nữa, thì cái đòn ra tay nó còn mạnh hơn nữa. Và ông tổng thống Donald Trump ngày hôm nay cũng đã tuyên bố chính thức coi như là mở ra cái chiến dịch gọi là vận động tranh cử, tức nghĩa là bây giờ bắt đầu nhảy vào các việc vận động, và những cái biện pháp của các ban vận động tranh cử đưa ra đó nó sẽ cụ thể hơn, và chúng ta sẽ thấy có những sự phản bác đối với phía đảng Dân Chủ như thế nào. Nếu là Dân Chủ mà tố cáo ông Trump, chính quyền Trump như thế nào, thì chính quyền bên cái ban vận động bầu cử đó của ông Trump sẽ phản bác lại, và chúng ta sẽ theo dõi những cái tình tiết tới để mà thấy được cái hoạt động dân chủ của xứ Hoa Kỳ nó cũng rất là đa dạng, nó cũng rất là quái đản, và cũng nên theo dõi cho nó vui, cho mình thấy được rằng đâu là cái điều mà tốt và đâu là cái điều mà nó hạn chế. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào.